Chạy bộ vào buổi sáng là hình thức tập thể dục đơn giản, quen thuộc, dễ dàng tập luyện hàng ngày. Nó là một thói quen tốt, đã được khoa học chứng minh là đem tới nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của con người, với các chỉ số sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Mặc dù được nhiều người tập, nhưng không phải ai cũng nắm rõ, hiểu rõ các tác dụng của chạy bộ buổi sáng mang lại. Chạy bộ buổi sáng có tốt không? Đem tới các lợi ích gì? Hãy cùng tôi khám phá ngay 14 tác dụng của chạy bộ buổi sáng đối với sức khỏe sẽ khiến bạn bất ngờ sau đây nhé. 1 giảm cân và kiểm soát cân nặng. Một trong những tác dụng của chạy bộ buổi sáng là hỗ trợ giảm cân nặng, giữ gìn vóc dáng được thon gọn và giúp bạn sở hữu một thân hình như mong ước. Điều này thực sự quan trọng và hữu ích với các chị em muốn sở hữu vòng hai gọn gàng, săn chắc, không ngấn mỡ. Chị em phụ nữ nên chạy bộ vào buổi sáng mỗi ngày để có thể đạt được một thân hình như mong muốn. Vận động buổi sáng sẽ tiêu tốn lượng calo hiệu quả, bởi khi được thực hiện vào lúc chưa ăn sáng, cơ thể sẽ phải sử dụng nguồn năng lượng tích trữ ở mỡ, ở gan để tạo thành năng lượng tiêu hao khi chạy. Nếu bạn nặng khoảng 60 kg, chạy bộ sẽ tiêu thụ khoảng 6.4 calo/phút, tính ra chạy bộ 1 tiếng sẽ tiêu tốn tương đương 387 calo tương đương với 3 bát cơm bạn ăn hàng ngày. Điều này giúp bạn giảm cân hiệu quả khi chạy bộ buổi sáng, hay giữ được cơ thể không bị tăng cân, duy trì chỉ số cân nặng ở mức độ cho phép. 2. Tốt cho hệ tim mạch. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy việc chạy bộ buổi sáng đều đặn giúp cho hệ tim mạch của chúng ta hoạt động tốt hơn. Khi chạy, tim đập nhanh hơn nghĩa là tim như cũng tham gia vào quá trình tập luyện cùng với cơ thể dưới đây là những lý do vì sao việc chạy bộ buổi sáng có lợi cho sức khỏe tim mạch tim có bóp nhiều hơn tim có bóp nhiều hơn tỷ lệ thuận với tốc độ nhịp chạy của bạn chạy càng nhanh tim có bóp với tần suất càng lớn điều này giúp cơ tim hoạt động tốt máu lưu thông đều đặn tăng huyết áp tăng cholesterol có lợi rõ ràng rằng việc máu vận hành nhiều và mạnh hơn sẽ tạo áp lực lớn hơn lên thành mạch và tăng huyết áp của bạn điều này giúp bạn tránh các bệnh về máu huyết áp giảm nhịp tim, khí chạy quen và tim hoạt động. Với mức độ đập của một người chạy bộ thường xuyên số nhịp đập trên phút của tim sẽ giảm, chẳng hạn như người bình thường đập 70 nhịp trên phút, còn người tập luyện thường xuyên sẽ đập 60 nhịp trên phút, hay như các vận động viên nhịp tim nghỉ ngơi có thể về gần 40. Tim đập nhanh và mạnh hơn giúp có bóp máu đến các cơ quan trong cơ thể. Điều này giúp mang theo chất dinh dưỡng và oxy nhiều hơn đến nơi này từ đó, các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn. Đường máu vận chuyển điều hòa, ổn định hơn cũng sẽ giúp huyết áp được ổn định bạn cũng có thể phòng tránh được những bệnh về tim mạch. 3. Cải thiện hoạt động của phổi. Điều này tất nhiên bởi khi chạy hệ hô hấp sẽ hoạt động mạnh hơn, quá trình hít thở diễn ra nhanh, mạnh hơn. Chính việc này cũng thúc đẩy các cơ của hệ hô hấp được hoạt động tốt hơn. Phổi thực hiện việc tiếp nạp khí oxy và thái khí CO2 được dễ dàng. Hơn thế nữa, khi bạn thở đúng cách, nhịp thở được diễn ra đều đặn sẽ làm cho phổi hoạt động tốt hơn. Chạy bộ buổi sáng không khí trong lành, tránh bụi bặm, giúp cho lá phổi nạp nguồn dưỡng khí trong lành nhất giúp phổi khỏe mạnh đào thải khí độc ra khỏi cơ thể tốt hơn. 4. Nạp năng lượng cho cơ thể cả ngày. Trong quá trình chạy bộ, phổ của bạn sẽ hấp thu được nhiều dưỡng khí và máu được bơm nhiều hơn, nhớ việc tim đập nhanh và mạnh hơn để nuôi dưỡng các cơ quan. Khi chạy bộ sẽ đánh thức các cơ quan thông qua sự hoạt động của hệ tuần hoàn và hệ hô hấp dẫn. Chạy bộ sẽ như một bài khởi động cơ thể buổi sáng, giúp các cơ được giãn sau quá trình ngủ dài. Người tập luyện sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực để bắt đầu cho công việc, học tập được hiệu quả hơn. 5 tạo cho bạn một thói quen tốt việc chạy bộ buổi sáng hàng ngày dù bạn chạy ở ngoài trời hay chạy với máy chạy bộ là một thói quen tốt để rèn luyện sức khỏe và mang đến sự hoạt động tốt cho các cơ quan bộ phận chạy bộ sau khi thức dậy sớm còn tạo điều kiện rèn luyện tinh thần vượt qua sự chỉ hoãn của bản thân giúp bạn chiến thắng những cám dỗ của giấc ngủ và vượt lên chính mình thay vì việc ngủ nướng thêm một thời gian ngắn chẳng thể giúp bạn đỡ mệt mỏi hơn mà trái lại còn khiến cơ thể bị ý thì việc dậy sớm hơn và chạy bộ để có được nhiều lợi ích dành cho sức khỏe bản thân hơn đây là một thói quen tốt nếu được duy trì đều đặn. 6. Tăng chiều cao. Khi chúng ta chạy bộ buổi sáng, toàn bộ cơ thể cần tới sự hoạt động mạnh từ cơ chân, cơ tay. Khoa học đã chứng minh lợi ích của chạy bộ mỗi sáng hỗ trợ làm tăng chiều cao của người tập luyện. Hoạt động chạy bộ sẽ làm sản sinh nhiều hóc môn tăng trưởng XGX, giúp sản sinh ra nhiều sụn hơn, từ đó có thể giúp gia tăng chiều cao. Trong quá trình phát triển ở tuổi dậy thì, khi hóc môn được sản sinh, ở mức độ cao kết hợp việc chạy bộ mỗi ngày sẽ kích thích sự gia tăng của chiều dài cơ xương, từ đó thúc đẩy chiều cao của người tập luyện. Bên cạnh đó, khi chạy bộ ngoài trời, bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ban sáng rất có lợi với việc hấp thụ vitamin D, nhân tố quan trọng để tạo canxi cho xương, để xương phát triển và tăng chiều cao. 7. Tăng cường hệ miễn dịch. Một trong những tác dụng của chạy bộ buổi sáng là làm tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Theo những nghiên cứu y học, việc trao đổi khí qua hệ hô hấp được diễn ra nhanh mạnh hơn, giúp cơ thể hấp thu nhiều oxy đồng thời loại bộ khí CO2 cùng các vi khuẩn có hại, cho phổi hơn. Trong quá trình chạy bộ, nhiệt lượng cơ thể tăng lên. Bạn sẽ cảm giác cơ thể ấm dần lên rồi toát mồ hôi. Việc tăng nhiệt cơ thể này cũng giúp bạn hạn chế bị nhiễm vi khuẩn hơn. Lợi ích của chạy bộ còn giúp giảm một số hóc môn gây hại cho não, như cortisol hoặc F5 fry. Người tập luyện sẽ cảm thấy thần kinh được thư giãn, giảm căng thẳng và stress. 8. Cải thiện não bộ Sau một đêm dài ngủ, nếu bắt đầu ngay công việc bạn sẽ dễ cảm thấy uể oải, khó tập trung, đặc biệt là giấc ngủ không tốt. Tuy nhiên, nếu bạn chạy bộ khoảng 15-20 phút sẽ giúp cơ thể được khởi động các nhóm cơ, xương và bạn sẽ cảm nhận sự thoải mái, dễ chịu. Chạy bộ buổi sáng sẽ khiến não bộ giải phóng hormone serotonin và endorphins, giúp cơ thể giải tỏa căng thẳng, ngăn chặn cơn đau, xoa dịu cảm giác khó chịu. Chí nhớ liên quan đến sự hoạt động của não bộ là sự kết nối các neuron thần kinh khi chạy bộ giúp oxy, máu tăng cường nuôi dưỡng tế bào não, não bộ hoạt động tốt hơn, trong đó có trí nhớ của bạn. Hơn thế nữa, khi chạy bộ việc oxy được tiếp nạp nhiều, máu được vận hành lưu thông dễ dàng sẽ giúp não bộ hoạt động tốt hơn nhờ có oxy, và máu được bơm liên tục. Do đó, người tập luyện sẽ cảm thấy sảng khoái, tính táo cho một ngày mới, làm việc và học tập được thuận lợi, hiệu quả cao hơn. 9. Cải thiện sinh lý của nam giới Chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe và thể hình. Việc chạy bộ với cường độ cao nhất là vào buổi sáng sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều hóc nam giới testosterone, đây là một chất quan trọng quyết định phong độ của đàn ông. 10. Cải thiện tâm trạng Chạy bộ mỗi sáng nhất là khi chạy cùng với bạn bè cùng sở thích, nếu chạy ở ngoài trời bạn có thể vừa tham gia chạy vừa trò chuyện, chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống, những niềm vui nỗi buồn. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn và giảm những lo âu, phiền muộn. Lợi ích chạy bộ buổi sáng mỗi ngày giúp cơ thể trở nên thon gọn, duy trì cân nặng hợp lý, và bạn hoàn toàn có thể tự tin diện những bộ đồ khó mặc từ trước. Bạn sẽ tự tin vào bản thân với mọi người với một thân hình cân đối. 11. Xương và cơ bắp chắc khỏe. Như đã nói, lợi ích của chạy bộ không chỉ giúp hệ hô hấp, hệ tuần hoàn hoạt động tốt mà còn làm cho hệ cơ xương trở nên săn chắc. Điều này lý giải là do việc chạy bộ sẽ chịu tác động lớn thông qua lực nén của trọng lượng cơ thể lên các phần cơ chân, cơ đùi, cơ mông. Cùng với đó, xương và khớp được hoạt động nhịp nhàng tạo nên chuyển động chạy bộ sẽ hạn chế được vấn đề thoái hóa, các bệnh về xương khớp và chúng sẽ hoạt động dẻo dai hơn. Không chỉ có phần chân được tập luyện mạnh mẽ nhất, bộ phận tay và khớp tay cũng tham gia quá trình chạy bộ. Bởi vì đây là bộ phận giúp tạo lực chạy về phía trước, giữ thăng bằng cho cơ thể. Chính điều này cũng giúp phần tay hoạt động và dẻo dai hơn. Việc chạy bộ đều đặn 30 phút mỗi sáng cũng giúp cho tay, các cơ tay hoạt động dẻo dai. 12. Kéo dài tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu bạn ca hi di bộ 30 phút mỗi ngày bạn có thể giúp bạn giảm được nguy cơ tử vong từ bất kỳ nguyên nhân nào. Bất kỳ hoạt động thể chất nào như chạy bộ, bơi, cầu lông, đạp xe đều có lợi ích cho sức khỏe khi chúng ta thực hiện đúng cách. Việc nâng cao sức khỏe tổng thể khi hoạt động thường xuyên sẽ giúp tuổi thọ con người được nâng cao nhờ sự hoạt động hiệu quả của các cơ quan bộ phận. Lợi ích của chạy bộ buổi sáng mang đến nhiều tác dụng tốt với nhiều cơ quan, bộ phận từ đó giúp bạn sống khỏe, sống lâu hơn. 13. Làm đẹp da chống lão hóa. Ít ai biết một trong những lợi ích của chạy bộ buổi sáng là làm đẹp da, giúp da mặt sáng mịn hơn. Điều này được lý giải là khi chạy bộ, khí huyết sẽ được lưu thông tốt hơn. Những mạch máu nhỏ dưới da mặt cũng được hoạt động tốt cho phép máu vận chuyển thuận lợi để nuôi các vùng da mặt. Đồng thời, khi chạy bộ, mồ hôi tiết ra, lỗ chân lông mở tạo điều kiện để loại bỏ những chất cặn bã dưới lỗ chân lông và bề mặt da giúp da trở nên sáng hơn. 14. Cải thiện giấc ngủ. Tác dụng của chạy bộ buổi sáng còn giúp cho chất lượng giấc ngủ của bạn được nâng cao hơn nhờ có sự tiếp nạp oxy và máu liên tục. Khi hệ hô hấp và hệ tim mạch được hoạt động hiệu quả, quá trình nuôi dưỡng các tế bào não sẽ tốt hơn và giúp giấc ngủ của bạn đến mau chóng hơn, dễ dàng hơn. Việc tập luyện thường xuyên mỗi sáng thông qua chạy bộ nghĩa là việc thở và có bóp tim bơm máu sẽ được thường xuyên luyện rèn, hoạt động đều đặn sẽ giúp máu di chuyển đến não bộ thuận lợi. Các vùng của não bộ được hoạt động ổn định sẽ khiến bạn ngủ tốt và sâu hơn về đêm. Chúng ta đã khám phá 14 tác dụng đáng kinh ngạc của việc chạy bộ buổi sáng đối với sức khỏe và tinh thần. Việc bắt đầu ngày mới bằng cách chạy bộ sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái và năng động hơn trong suốt ngày dài. Hãy like video nếu thấy hay và đăng ký kênh để tôi có thêm nhiều động lực ra video mới.